Ghi nhận tại một số tổ dân phố như Tự Tạo 123, Nam Hồ, Đa Phước 2 và tổ dân phố Huỳnh Tấn Phát, phường 11, thành phố Đà Lạt, hiện tượng mưa đá và lốc xoáy đã làm tốc mái nhà vòm, tốc mái lợp nhà kính, nhà lưới trồng rau hoa của khoảng 100 hộ dân, với diện tích là 5 hectare nhà kính. Theo nhiều hộ dân cho biết, hiện tượng mưa đá kéo dài khoảng 5 phút và kèm theo lốc xoáy mạnh đã gây thiệt hại nặng nề sản xuất cho bà con. Thì lúc đầu thì nó mưa nhỏ thôi, không nghĩ là tại vì đầu mùa thường nó mưa như vậy, mình thấy nó cũng không có gì là ghê gớm, nhưng mà tự nhiên bắt đầu sau cỡ 12 giờ là bắt đầu nó mưa dày hạt hơn, rồi nó bắt đầu có gió. À, gió thì cũng nghĩ là chỉ gió nhẹ nhẹ thôi chứ cũng chưa có, nhưng mà tự nhiên cái tự bên ở bên nhà là nó gió nó giật mưa là bắt đầu nó tạt ngang qua cửa sổ, là nó nghe cái phịch một cái ạ. Là thằng con mới chạy lên ở trên gác nhìn sang thì thôi nó kêu là ba ơi, bay mất mái rồi. À, là sang là thấy là cây bẻ cây hết này là chết rồi. Còn thiệt hại cây thì cái này cái cây cẩm chướng này là đặc biệt, nó là nó cây trong nhà. À, nếu mà như mà mình không khắc phục nhanh được á, là cái phần mà bị tốc mái là nó sẽ chết hết. Cái thiệt hại là nó nhiều mà nó cũng phải trên dưới khoảng 200 triệu đổ lại. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân phường 11, ngoài 5 hectare nhà kính, nhà lưới bị thiệt hại do mưa đá và lốc xoáy, thì hàng chục hectare rau họ thập tự được sản xuất ở ngoài trời cũng bị thiệt hại. Tính bình quân, mỗi sào nhà kính bà con nông dân đầu tư khoảng 100 triệu đồng, thì ước tính thiệt hại do lốc xoáy và mưa đá gây ra thiệt hại tại phường 11 thành phố Đà Lạt cũng đã lên đến 5 tỷ đồng. Ngay sau khi bị ảnh hưởng, chính quyền địa phương và hội nông dân đã tiến hành xác minh, đồng thời có hướng hỗ trợ bà con nông dân khắc phục. Hội nông dân đã đi tại địa bàn thống kê thiệt hại và báo cáo về phòng kinh tế thành phố để thành phố có hướng hỗ trợ cho nông dân. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng là với trách nhiệm của bên hội nông dân, chúng tôi cũng tuyên truyền vận động nông dân xây dựng những cái nhà che plastic tương đối kiên cố. Ngoài hỗ trợ nông dân khắc phục thì điều quan trọng hiện nay là bà con nông dân ở thành phố Đà Lạt nói riêng và trong tỉnh nói chung cần có những giải pháp gia cố nhà kính, nhà lưới nhằm giảm thiểu thiệt hại. Bởi những cơn mưa đầu mùa thường kèm theo các hiện tượng mưa đá và lốc xoáy gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất cũng như sinh hoạt. Ngày 7 tháng 11 năm 2015, tại đường Tây Trà, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc. Sau khi được công an giải cứu, cháu bé đã được trở về với gia đình. Gần đây nhất, chiều 4 tháng 4 vừa qua, một cháu bé học sinh lớp 5 tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũng bị bắt cóc đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, kẻ bắt cóc đã ra tay sát hại cháu để che giấu tội lỗi.